Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông. Công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh thành phố, các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.